Mình cắm sạc pin nhá. Đấy, hiệu ứng cực kỳ đẹp luôn nè, 30%. Cái hiệu ứng sạc pin với cái phong cách cực kỳ đẹp và ấn tượng ở trên điện thoại iPhone, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài cái hiệu ứng cực kỳ đẹp. Khi các bạn cắm sạc vào, nó sẽ hiển thị cái hiệu ứng vô cùng ấn tượng trên điện thoại của các bạn nhé. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Đó, cái hiệu ứng này thì nó cứ chuyển này. Các bạn có thể tùy chọn nó cứ sáng suốt như thế này, hoặc là các bạn có thể tắt đi nhé, tắt cái phần chế độ lặp lại đi. Rồi, để mà cài được cái hiệu ứng sạc pin giống như đoạn đầu video mình cho các bạn tham khảo ấy, thì các bạn sẽ lên App Store nhé, hoặc ứng dụng App Store nhé. Các bạn lại tiếp tục tải cho mình cái ứng dụng là iScreen này. Đó, các bạn tải về, và đây là cái app hỗ trợ cho các bạn việc cài đặt cái hiệu ứng sạc pin nó đẹp ở trên điện thoại iPhone của các bạn nhé. Thì sau khi các bạn cài xong ấy, thì các bạn hãy mở cái app iScreen nó lên. Các bạn nhấn mở cái app đó lên này, và các bạn cũng làm theo các cái bước hướng dẫn. Khi các bạn vào trong cái phần ứng dụng ấy, thì các bạn sẽ nhìn bên trên cái những cái công cụ này, nó có cái phần là changing này, smile này. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều cái hiệu ứng khác nhau nhé, các bạn có thể tùy chọn nhé, nó có nhiều lắm, các bạn có thể tham khảo nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn cái này đi. Đấy, mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Đó, khi các bạn chọn hiệu ứng này ấy, thì các bạn cũng có thể chọn ví dụ như cái phần chỉnh sửa này. Đấy, nó sẽ có cái phần là rất nhiều cái icon này, biểu tượng sạc pin này. Đấy, rất nhiều nhá. Đấy, đây này, mình sẽ chọn là cái phần là changing này. Đấy, những cái biểu tượng này. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng sạc pin ở đây này. Ok chưa? Đấy, rất là nhiều nhá. Đó, những cái các bạn có thể dùng được ấy, thì nó sẽ các bạn chọn những cái miễn phí này thì nó sẽ ok hơn. Đấy, ví dụ như mình chọn cái này đi, cái biểu tượng này đi. Đó, sau đó các bạn chọn vào. Tiếp theo là cái mục setting này. Đấy, các bạn có các cái setting cài đặt như sau. Đầu tiên là các bạn ví dụ như đây này, các bạn thấy là bật nhạc khi mà cắm sạc pin vào, hoặc là các bạn chọn nạp lại này, thời gian nạp lại. Đấy, các bạn không thích thì mình tắt nhạc đi, còn không thì mình các bạn có thể chọn nhé. Đây, ví dụ nạp lại cái hiệu ứng này thì mình bật hoặc tắt, các bạn có thể tùy chọn nhé. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn là config nhé. Đây, các bạn chọn là config ở trên này. Đấy, và các bạn sẽ chọn cho mình là watts nhé. Các bạn sẽ đợi nó khoảng mấy chục giây, sau đó thì các bạn sẽ cài đặt thành công nhé. Các bạn sẽ nhấn vào. Đấy, đó, hiện như thế này là thành công rồi nhé. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là phím tắt trên điện thoại của các bạn nhé. Đấy, các bạn vào cho mình mục phím tắt này. Đấy, phím tắt này. Đến cái bước tiếp theo. Rồi, các bạn chọn mục là tự động hóa này. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình là dấu cộng này. Và các bạn sẽ kết nối đến cho mình cái phần là bộ sạc nhé. Đấy. Và các bạn chọn cho mình là chạy ngay lập tức này. Các bạn chọn tiếp này. Tới đây thì các bạn chọn là mục tự động hóa chống mới nhé. Các bạn nhấn vào. Đấy, cho các bạn chọn đến cái phần là iScreen này. Rồi, đấy, thì đây các bạn sẽ chọn cho mình là iScreen changing now này. Đó, các bạn chọn xong nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở về này. Đấy, các bạn quay trở về. Và bây giờ mình sẽ cắm cái bộ sạc của mình vào cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cắm cái bộ sạc vào này. Đấy. Đó, ngay lập tức thì nó sẽ chuyển cái hiệu ứng sạc nhé. Đó, cái này thì mình sẽ lưu ý một chút là khi mà các bạn cắm sạc như này ấy, thì các bạn mở khóa màn hình nhé. Đấy, các bạn phải mở khóa màn hình, còn các bạn tắt thì sẽ không được nhé. Cái này gọi là các bạn có thể trải nghiệm thôi, chứ đây, phải mở khóa thì nó mới được nhé. Đấy, mình tắt màn hình đi này, ví dụ mình tắt màn hình đi này. Đấy, mình tắt màn hình đi này. Đấy, thì khi mình cắm sạc vào nhé, các bạn bắt buộc phải mở, đấy, thì mới được nhé. Đấy, được chưa? Đấy, khá là hay nhá. Đấy, các bạn có thể áp dụng cái hiệu ứng sạc này để các bạn có trải nghiệm hay mới khi các bạn sử dụng nhá. Và vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách cài cái hiệu ứng sạc pin cực kỳ đẹp và ấn tượng ở trên điện thoại iPhone. Mỗi khi các bạn cắm sạc vào, thì nếu các bạn thấy cái hiệu ứng của mình hướng dẫn hay cũng như cách hướng dẫn hay, ủng hộ mình một nút like video, và có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận của video nhé.